Xin chào anh em đã quay trở lại và đến với video ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề về những chiếc mini PC. Dĩ nhiên là nội dung chính vẫn sẽ là các món ngon bổ rẻ mà mình vớ được từ chợ rời cho anh em. Tuy nhiên video này sẽ hơi to tay một chút vì không phải là review mini PC như mọi khi, mà chúng ta sẽ cần chế cháo để thành một con máy tính hoàn chỉnh. Và chắc chắn đây là dự án độ chế máy tính cực kỳ nghiêm túc mà mình đem đến cho anh em, giống như là chiếc mini PC Asus CN60 bản Core i7, hoặc chế tạo chiếc All-in-One PC Core i7 chỉ từ 900.000 đồng cách đây 1 năm chẳng hạn. Ngay bây giờ sẽ là chi tiết video mà mình sẽ làm cho anh em dễ hình dung. Có lẽ ngay bây giờ mình sẽ show luôn cho anh em cách mà mình độ chế một mẫu mini PC là như thế nào. Như anh em đã biết thì cũng như một chiếc PC hay là bất kỳ thiết bị điện tử tiêu chuẩn nào khác thì nó bao gồm rất nhiều thành phần khác nhau như là mainboard, CPU, RAM, cạc mạng, ổ cứng, bộ nguồn, bộ chia USB, dây xuất ra màn hình, vân vân. Tạm thời thì những thành phần đó sẽ tạo thành một mẫu PC tiêu chuẩn, và đối với những chiếc mini PC thì khá thú vị. Nó sẽ có thiết kế dạng All-in-One hơn, tức là có thể tích hợp nhiều hơn một thành phần kể trên vào một bảng mạch duy nhất và tiềm năng để chế cháo là cao hơn. Ví dụ như hôm nay mình đã kiếm được trên chợ rời một chiếc mainboard phải nói là báu vật luôn anh em ạ. Đây là main của một chiếc máy tính bảng Asus Transformer T300. Tuy nhiên thì chúng ta đang cần lắp ráp chế cháo để thành một mẫu mini PC, chứ không phải là một chiếc máy tính bảng thực thụ, nên là chúng ta sẽ cần bổ sung các thành phần sau cho con hàng này. Mình sẽ lựa chọn mua thêm một số linh kiện bao gồm cả Wi-Fi, bộ nguồn, pin thì tùy chọn, bộ chuyển đổi HDMI từ micro HDMI, bộ chia USB từ micro USB. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quan trọng thứ hai là tạo cái vỏ cho con mini PC này. Trong phạm vi video này, để tiết kiệm chi phí thì mình sẽ sử dụng bìa mô hình làm chi tiết cố định bên trong. Nếu anh em không thích thì có thể lấy lại kích cỡ khung bìa mình đã vẽ để làm vỏ mica hoặc là vỏ nhôm cho sang chảnh cũng được. Như anh em thấy thì sau khi mà chế cháo thành công cái vỏ thì bây giờ con hàng mini PC của chúng ta đã được định hình cố định và anh em có thể mang đi quăng quật thoải mái. Thậm chí trong trường hợp không có điện thì anh em cũng có thể dùng pin để nối vào dùng chống cháy khoảng vài tiếng. Như theo kiểm tra thực tế thì quả pin này trụ được khoảng 2 tiếng rưỡi. Theo mình là đủ để mà anh chị em cùng xem hết một bộ 4K không che kêu rên đầy đủ rồi. Hiệu suất của con chip trên máy nhìn chung là tương đương các mẫu Core i5 thế hệ 4 năm trên laptop, với hiệu suất đơn luồng tương đương còn hiệu suất đa luồng khá là kém. Tuy nhiên thì vẫn đủ chạy cối để làm Photoshop nhẹ nhàng, với hiệu suất chống cháy được nhờ dung lượng RAM 8GB đủ lớn để gánh. Còn Render Premier sẽ phải rất kiên nhẫn do hiệu suất đa luồng kém đã đề cập ở trên. Thực tế lý do cũng một phần nằm ở bộ nhớ MMC 128GB của máy có tốc độ đọc ghi khá là thấp, nên đôi khi sẽ bị nghẽn cổ chai khi tải nặng. Còn lướt web tầm chục tab Chrome hay là gõ Word Excel nhẹ nhàng đều ngon lành cành đào hết. Nói tóm lại thì với tổng mức chi phí là khoảng loanh quanh 2 triệu đồng để hiến máu ráp thành con mini PC này, thì đối với mình nó cũng là một trải nghiệm thú vị và không tệ khi mà xét tương quan mức cấu hình so với các mẫu máy tính lắp ráp sẵn khác trong tầm giá. Nó có bộ nhớ lớn đủ để dân văn phòng ăn chơi nhảy múa, có thiết kế nhỏ gọn, dễ đút đủ loại lỗ, dễ đút túi quần nhưng mà không chống nước, và có cả pin rời để anh em chống cháy khi mà nhớ bị mất điện chẳng hạn. Nói tóm lại là ok. Và vậy thôi, trên đây là những chia sẻ của bọn mình khi mà tự chế cháo hoàn chỉnh một chiếc mini PC trông sẽ như thế nào. Anh em nếu có bất kỳ ý kiến gì thì hãy cứ để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe thật nhiều để ủng hộ cho kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.